Quay trở lại trong phần tin, Hoa Kỳ mở đầu bản tin cho biết Ngoại trưởng Mike Pompeo từ chối cho nhân viên ngoại giao ra điều trần, Hạ viện đáp trả. Ngoại trưởng Mike Pompeo vào hôm thứ Ba thông báo cho Hạ viện Dân Chủ biết những nhân viên ngoại giao được yêu cầu ra điều trần trước các ủy ban điều tra luận tội sẽ không đến như dự tính. Thư từ chối để nhân viên ra điều trần được Pompeo gửi cho ba ủy ban Hạ viện giữa cơn bão Twitter của Tổng thống Donald Trump. Trong đó có câu hỏi tại sao ông ta lại không được thẩm vấn và tìm hiểu mọi điều về người tố giác hiện đang được luật pháp bảo vệ danh tánh. Chủ tịch ba ủy ban Hạ viện vào chiều thứ Ba gửi ra tuyên bố đáp trả, kêu gọi Ngoại trưởng nên ngay lập tức chấm dứt dọa nạt nhân chứng tại Bộ Ngoại giao nhằm bảo vệ bản thân và Tổng thống. Tuyên bố cũng cho biết thêm, bất cứ nỗ lực dọa nạt các nhân chứng hoặc ngăn cản họ ra khai trước Quốc hội, ngay cả những nhân viên của Bộ Ngoại giao đều bất hợp pháp và sẽ đưa ra chứng cớ cản trở của cuộc điều tra luận tội. Tổng thanh tra Bộ Ngoại giao sẽ họp báo cáo khẩn cấp với Quốc hội. Tổng thanh tra Bộ Ngoại giao vào chiều thứ Tư sẽ có cuộc họp báo cáo trước một số ủy ban Hạ viện và Thượng viện về tài liệu thu được từ Văn phòng Cố vấn Pháp lý có liên quan đến Bộ Ngoại giao và Ukraine. Và cụ thể thì báo cáo của Tổng thanh tra Steve Linick như thế nào hiện vẫn chưa được rõ. Ông Linick dự tính sẽ gặp nhân viên Quốc hội tại một địa điểm bí mật ở Điện Capitol. Tính chất bất thường và thời gian của buổi báo cáo diễn ra vào giữa lúc mà Quốc hội đang cho thấy chuyện này có thể liên quan đến cáo buộc tố giác gần đây. Và trong đó có vai trò của Bộ Ngoại giao trong việc phối hợp liên lạc giữa luật sư tư của Tổng thống Rudy Giuliani và các viên chức của Ukraine. Bộ Tư pháp hiện đối diện chỉ trích trong những tuần gần đây vì đã sắp xếp cho Giuliani liên lạc gặp gỡ các viên chức Ukraine về việc tái mở lại cuộc điều tra vào cựu phó Tổng thống Joe Biden và con trai Hunter Biden. Ukraine cho biết ông chưa bao giờ gặp ông Rudy Giuliani. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông hôm thứ Ba chưa bao giờ gặp luật sư cá nhân của Tổng thống Donald Trump, ông Rudy Giuliani. Tổng thống Zelensky nói hôm thứ Ba tại cuộc họp báo ở Kiev, tôi chưa bao giờ gặp ông Rudy và chưa bao giờ có bất kỳ cuộc gọi nào tới ông ta. Tuy nhiên, theo một bản ghi chép của cuộc điện đàm được Tòa Bạch Ốc công bố trong cuộc gọi ngày 25 tháng 7 giữa ông Trump và Zelensky, Tổng thống Donald Trump đã đề nghị Tổng thống Zelensky hợp tác với luật sư riêng của mình là Rudy và Bộ trưởng Tư pháp William Barr, đồng thời bày tỏ hy vọng ông Zelensky có thể tính tới vai trò của cựu phó Tổng thống Mỹ Biden trong vụ sa thải một công tố viên Ukraine. Tổng thống Donald Trump đã hai lần nhắc tới ông Biden trong cuộc điện đàm này. Ông Giuliani cũng được nhắc 31 lần trong một khiếu nại tố cáo riêng biệt cáo buộc ông Trump lạm dụng quyền hạn của mình để thu hút sự can thiệp từ Ukraine trong cuộc bầu cử năm 2020 sắp tới và Tòa Bạch Ốc đã thực hiện các bước để che đậy. Dân biểu của New York nhận tội trong vụ giao dịch nội gián. Ông Chris Collins, dân biểu đảng Cộng Hòa từ New York vào ngày hôm qua đã nhận tội trong vụ truy tố ông vì tham gia vào một âm mưu giao dịch nội gián có liên quan đến một công ty công nghệ sinh học của Úc. Con trai của ông Collins, ông Cameron Collins và một người khác, ông Stephen Zosky, cũng sẽ nhận tội trong vụ việc này trong ngày thứ Năm. Phát ngôn viên của công tố viên Geoffrey Berman đã từ chối bình luận. Ông Chris Collins, đại diện cho khu bầu cử số 27 của New York, bao gồm những khu vực lân cận như là Buffalo và Rochester. Ông tái đắc cử vào tháng 11 năm ngoái, 3 tháng sau khi ông bị truy tố tội danh hình sự. Vụ hình sự này liên quan đến Innate Immunotherapeutics, một công ty mà ông Collins nằm trong ban quản trị và nắm giữ đến 16.8% cổ phần. Các công tố viên cho hay những người dùng thông tin nội gián này để tránh thua lỗ khi giá cổ phiếu của Innate đã giảm 92% sau khi tin thử nghiệm lâm sàng bị thất bại của thuốc đa xơ cứng được công bố. Bà Lauren và bà Dorothy Zosky không bị truy tố hình sự nhưng đã được thỏa thuận dân sự với Ủy ban Chứng khoán của Hoa Kỳ, gọi tắt là SEC. Đàm phán với Hoa Kỳ tan vỡ, Taliban tìm kiếm sự hỗ trợ của Pakistan. Sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Taliban chết yểu, lực lượng này đã cử đoàn đại biểu cấp cao tới Pakistan vào ngày 2 tháng 10.
Lực lượng Taliban tại Afghanistan thông báo đoàn đại biểu cấp cao tới Pakistan, một phần trong kế hoạch thăm một loạt nước bao gồm cả Nga, Trung Quốc và Iran nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình với Hoa Kỳ. Chuyến thăm này diễn ra vài tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo các cuộc đối thoại của Mỹ với Taliban đã tan vỡ. Phát ngôn Taliban cho biết, người đứng đầu văn phòng chính trị của Taliban tại Qatar, ông Mullah Abdul Ghani Baradar, sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu 11 thành viên tham gia các cuộc đối thoại với quan chức Pakistan tại thủ đô Islamabad. Theo truyền thông Pakistan, đặc phái viên của Hoa Kỳ về Afghanistan, Jamay Khalilzad cũng đang ở thủ đô Islamabad để tham gia đối thoại với các quan chức Pakistan. CEO của Facebook dọa kiện chính phủ Hoa Kỳ nếu bà thượng nghị sĩ Warren đắc cử tổng thống. Một đoạn thu âm rò rỉ mới đây cho thấy ông chủ của Facebook Mark Zuckerberg nói rằng công ty công nghệ này sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc là phải kiện chính phủ Hoa Kỳ để tránh khả năng bị phá sản nếu như bà Elizabeth Warren trở thành tổng thống. Bình luận trên đã được hãng tin The Verge của Mỹ đăng tin, làm dấy lên nhiều lời đồn đoán về suy tính của Zuckerberg. Ông Zuckerberg, người đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cùng một số nhà lập pháp vào tháng trước, cũng nói rằng quy mô của Facebook cho phép họ tham gia vào cuộc chiến chống can thiệp bầu cử, trong khi nhấn mạnh rằng đối thủ của họ là Twitter lại không thể vì thiếu nguồn lực. Vào hôm thứ Ba vừa qua, vị CEO 35 tuổi của Facebook đã công khai xác nhận rằng những bình luận trên là do ông đưa ra và thêm rằng ông thường xuyên chia sẻ một cách công khai những điều mà ông nghĩ về mọi vấn đề và dự án. Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa có kết quả như sau. Chỉ số Dow Jones kỷ nghệ hôm nay đã giảm 447.20 điểm, nhưng lại ở mức là 26.125.84 điểm. Chỉ số Nasdaq hôm nay giảm 116.49 điểm, nhưng lại ở mức là 7.791.84 điểm. Chỉ số S&P 500 hôm nay giảm 49.59 điểm, nhưng lại ở mức là 2.890.98 điểm. Phân lợi công cổ phiếu 10 năm là 160%. Đồng thời, giá dầu thô ngày hôm nay là 52 đồng 63 cent, đã giảm đi 0.02% cho một thùng dầu thô. Giá vàng tại Hoa Kỳ ngày hôm nay là 1.504.70 cent cho một ounce, đã giảm đi 0.21 cent cho một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng mua vào ngày hôm nay là 41.250.000 đồng một lượng, bán ra là 41.500.000 đồng một lượng. Và cũng tại Việt Nam, một đô la ngày hôm nay đổi được 23.250 đồng tiền Việt Nam. Và vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam.